Chào bạn, lại là tôi Đào Xuân Nhất đây. Ở video này tôi sẽ chia sẻ và hướng dẫn cho bạn cách loại bỏ nhạc và chèn nhạc vào video thông qua ứng dụng InShot trên điện thoại. Thì đầu tiên các bạn cần phải tải cái ứng dụng này về đây, đúng không ạ? Các bạn click vào App Store, các bạn gõ cho tôi vào câu tìm kiếm là InShot. Đây, InShot đúng không ạ? Đây, đây là cái ứng dụng mà chúng ta cần phải tải về. Ở đây thì tôi đã tải về rồi. Rồi, sau khi tải về thì các bạn tiến hành mở nó lên. Rồi các bạn click vào video. Các bạn click vào video, click vào mới đúng không ạ? Rồi, tôi sẽ lựa chọn một cái video mà tôi muốn tách âm thanh ra, loại bỏ âm thanh ra, đúng không ạ? Đây, video này. Rồi, bước tiếp theo. Đây, tiếp theo thì tôi sẽ click vào video. Rồi, tôi sẽ click vào âm lượng, đúng không ạ? Và tiến hành kéo cái thanh này về mức 0. Rồi, đây là cách chúng ta có thể loại bỏ nhạc. Nếu như bạn muốn cái video này không có nhạc thì các bạn click vào cái phần chia sẻ này, các bạn lưu lại là xong, đúng không ạ? Rồi tiếp theo thì tôi sẽ hướng dẫn bạn cái cách chèn một cái bản nhạc mới vào cái video này. Thì các bạn có thể lên YouTube, đúng không ạ? Các bạn quay màn hình một cái bản nhạc để chúng ta lấy nhạc, hoặc là chúng ta có thể tải một cái file nhạc bất kỳ về. Đây, chúng ta search vào, ví dụ như là nhạc YouTube bản quyền chẳng hạn, đúng không ạ? Thì chúng ta có thể tải về. Đấy. Nếu như các bạn không muốn tải về thì các bạn có thể quay lại màn hình, đúng không ạ? Bật lên và các bạn quay lại màn hình để lấy nhạc thì đều được cả, đúng không ạ? Rồi, coi như là tôi đã tải nhạc về rồi, đúng không ạ? Rồi bước tiếp theo để chèn nhạc vào video thì các bạn kéo cái thanh này và các bạn click vào âm nhạc. Rồi các bạn click vào bài nhạc mà có dấu cộng này, cái nốt nhạc có dấu cộng này. Rồi các bạn click vào trích xuất âm thanh từ video. Rồi tiếp đến các bạn lựa chọn, đúng không ạ? Các bạn lựa chọn một cái video mà chứa âm thanh. Đây, tôi sẽ lựa chọn cái video này đi. Rồi, tôi click vào dấu tích này. Rồi, tôi nghe thử này. Đó. Rồi, tiếp đến các bạn kéo. Rồi, cái phần này các bạn click vào cái bản nhạc này, đúng không ạ? Rồi, các bạn click vào tách. Rồi các bạn tiếp tục click vào cái này để các bạn xóa bỏ cái phần thừa này đi. Rồi các bạn click vào dấu tích này. Rồi chúng ta nghe thử này. Đó. Rồi bước tiếp theo thì chúng ta sẽ lưu cái file này lại bằng cách là click vào cái phần chia sẻ này, click vào lưu lại, đúng không ạ? Đó là cái cách vô cùng đơn giản để chúng ta có thể loại bỏ âm thanh ra khỏi video, loại bỏ nhạc ra khỏi video, và cái cách mà chúng ta có thể chèn nhạc, chèn âm thanh vào video vô cùng đơn giản trên điện thoại với cái ứng dụng nó là InShot, đúng không ạ? Thì cái công việc của chúng ta sẽ là chờ để cho cái phần mềm này xuất cái video này ra cho chúng ta. Thì phụ thuộc vào cái độ dài ngắn của video mà chúng ta sẽ chờ thời gian nhanh hay là chậm, đúng không ạ? Video mà dài thì xuất ra càng lâu, và video càng ngắn thì xuất ra càng nhanh. Thì để tránh dính bản quyền ở trên Facebook hay là trên YouTube thì các bạn nên tải cái kho nhạc bản quyền trên YouTube hoặc là Facebook về để các bạn sử dụng, để tránh cái tình trạng Facebook hay là YouTube bắt lỗi chúng ta thì rất là đáng tiếc, các bạn có thể là cái video của chúng ta bị xóa. Ok, như vậy là
ứng dụng nó đã xuất cái file video ra cho chúng ta thành công rồi. Rồi chúng ta tắt cái phần quảng cáo đi. Đó, đã lưu rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ xem thành quả của chúng ta bằng cách click vào thư viện ảnh đúng không ạ? Và chúng ta mở cái file đấy lên chúng ta xem. Đó. Đây, cái file đấy của chúng ta đúng không ạ? Ok, xin chào và hẹn gặp lại bạn ở những video sau. Chúc bạn thành công.